What's up guys, welcome back to my channel. Hello, hello, hello. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Và cái tập ngày hôm nay, Hào muốn nói đến đó một vấn đề mà Hào có thể nói rằng Hào đã học được vào những cái năm tháng đầu tiên ở Mỹ. Nếu như mà ở tập trước Hào nói về cái culture shock, nghĩa là cái sự khác biệt về những cái nền văn hóa của các đất nước và những con người khác nhau, Hào nghĩ đây là một cái tập rất là thú vị để mà chia sẻ với các bạn, vì có thể là không có nhiều người có thể mường tượng đã được là cái sự khác biệt giữa hai cái nền văn hóa đây để khác nhau. Hào đã lượm nhặt được những cái điều này trong những năm đầu tiên ở Mỹ, và nó đã shock Hào như thế nào. Nó đã làm cho Hào hầu như là tự hỏi mình là tại sao nó lại khó đến như vậy, có phải là mình khác biệt hay là có một cái gì đó nó khác biệt hay không. Trước tiên thì chúng ta phải hiểu dating là gì. Dating có nghĩa là hẹn hò, nếu bây giờ theo tiếng Việt. Nhưng mà dating nó có rất là nhiều khía cạnh, cũng như là rất là nhiều thời điểm, từ bắt đầu cho đến kết thúc, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta không muốn nghĩ đến phần kết thúc. Thì chúng ta sẽ nói về cái phần mà bắt đầu. Thì bắt đầu thì bạn sẽ bắt đầu với seeing someone, bạn sẽ bắt đầu talking to someone, seeing someone, rồi start dating someone. Nhưng mà tất cả những cái đó được gói gọn chung gọi là dating. Khi mà bạn nói là bạn đang talking to someone, có nghĩa là bạn và người đó chỉ mới bắt đầu nói chuyện thôi, chưa có gì là gặp mặt hay là đã xảy ra. Talking có nghĩa là chúng ta chỉ đến với nhau bằng những cuộc nói chuyện rất là bình thường. Mình có thể nhắn tin và hỏi thăm nhau nhiều một chút, hàng ngày cũng được, có thể là rất là thường xuyên. Thì có nghĩa là hai bạn thích nhau nhưng mà chưa gặp mặt và chỉ có nói chuyện với nhau thôi. Nếu như bạn nói với bạn của bạn là I am seeing someone, thì có nghĩa là bạn đang nói chuyện với người đó, bạn cũng đã gặp mặt người đó rồi, lên kế hoạch để gặp người đó nhiều lần hơn nữa, thì gọi là seeing someone. Hang out theo tiếng Mỹ có nghĩa là đi chơi, gặp mặt nhau. Hang out có thể dùng cho những người bạn bè với nhau, nhưng mà nếu những cái người mà họ đang bắt đầu tìm hiểu nhau thì họ cũng thể dùng là hang out để cho giữ cái mức nó đơn giản nhất, để mà không có ai có thể hiểu lầm là ồ, mình có muốn thêm hơn nữa ở trong cái mối quan hệ này. Rồi khi mà bạn nói là I'm dating someone thì có nghĩa là hai bạn đã bắt đầu official, đó là đồng ý boyfriend, boyfriend or boyfriend, girlfriend với nhau rồi, thì khi đó lại là dating someone. Mà dating cũng rất là nhiều dạng dating. Các bạn có thể dating một người nhưng mà bạn vẫn có thể seeing nhiều người khác. Các bạn có thể dating một người và chỉ có người đó thôi thì gọi là dating exclusive. Tại sao mà họ nói hết những cái terms của dating ở bằng tiếng Anh cho các bạn? Bởi vì nếu một sau này các bạn có date một người nước ngoài, thì bạn có thể qua nước ngoài, bạn sinh sống làm việc, thì những cái terms này đối với họ rất là quan trọng. Bởi vì nếu như mà ngày xưa đó, Hào không biết bây giờ các bạn trẻ như thế nào, nhưng mà ngày xưa đó khi mà Hào còn nhỏ hơn đó, khi mà Hào date ai đó là chỉ cần hẹn đi chơi, sau đó đó, sau cái cuộc đi chơi nó mà về mà nhắn tin qua lại với nhau thì đã là đã chính thức rồi. Nên khi mà đi qua Mỹ này đó, Hào đem nguyên một cái những gì mà mình đã hiểu biết từ Việt Nam đem qua, khi mà bắt đầu date những người khác đó thì cứ nghĩ là mình chắc là mình đã exclusive, có nghĩa là mình đã nghiêm túc, mình đã đàng hoàng rồi, chỉ sau một ngày đi chơi. Nhưng mà cái culture của nước Mỹ nó hoàn toàn khác các bạn ạ. Họ phải dành thời gian rất là lâu để mà tìm hiểu một người nào đó, rồi họ xem họ có hợp hay không, rồi họ mới bắt đầu tiến đến cái việc là ta muốn date mày chính thức, hay là ta nghĩ là hai mình không hợp nên sẽ không có đi đến đâu xa được hết. Cái này thì thực sự là tùy vào các bạn thôi, nhưng mà nếu mà để cho lời khuyên thì Hào nghĩ là không nên. Nhưng mà bạn của Hào thường hay nói là nếu như mà cái first date nó không có vô đâu thì why not. Sau khi nói chuyện, tìm hiểu nhau trên mạng rồi hoặc là nhắn tin qua lại, thì cái first date là cái đầu tiên rất là quan trọng các bạn ạ. Đấy có thể gọi là sự thể hiện cũng như là cái điều gây ấn tượng đầu tiên cho cái người đối diện với mình. Nên các bạn phải chuẩn bị rất là kỹ nhé. Cái first date không có phải là cái lần đầu tiên mà gặp mặt, mà cái first date có thể là cái buổi hẹn chính thức. Thì cái first date ở đây có thể là cái cuộc gặp thứ 3, thứ 4, thứ 5, khi mà các bạn đã, hai bạn đã tìm hiểu nhau rồi và bạn sẵn sàng là bây giờ mình muốn tìm hiểu người này một cách sâu đậm hơn nữa, thì đó chính là cái first date. Cũng như là cái first kiss đó các bạn đã có nghĩ là cái bạn kiss người đầu tiên gọi là first kiss, thì nó tên là first kiss, nhưng mà cái first kiss phải là với cái người mình cảm giác thật sự thì mới gọi là first kiss, đúng không? Thì cái first date nó cũng sẽ giống y như vậy. Hai bạn sẽ quyết định rằng thời điểm nào, ngày giờ nào sẽ là cái thời điểm phù hợp nhất.
Thứ nhất là chọn một bộ trang phục thật là phù hợp, nói lên được tính cách và con người của bạn. Khi bạn chọn được một bộ trang phục á, mà phù hợp với lại tính cách và con người của bạn á, thì bạn sẽ cảm thấy rất là tự tin, thể hiện chính bản thân mình. Tiếp theo là nhớ là đừng có sử dụng những cái mùi dầu thơm nào quá nồng, bởi vì người đối diện của mình có thể sẽ không thích, có thể họ bị dị ứng thì sao. Nên cẩn thận về cái điều đó nhé. Điều tiếp theo là cũng đừng quên là đến đúng giờ. Tuy nhiên là mình đi phỏng vấn xin việc, các bạn đâu có ai mà đi muốn đi trễ giờ đúng không? Mình nhớ là đừng có đúng giờ mà lộn ngày nha. Nhớ là tùy thuộc vào cái túi tiền của mình mà chọn cái địa điểm cho phù hợp với cả hai nhé. Thường thì tốt nhất cho first day sẽ là dinner, có nghĩa là buổi ăn tối. Các bạn sẽ chọn một cái chỗ nào dễ thương mà bạn thường hay đến. Đừng có quá ồn ào nhé, cái nơi nào mà không cần phải lãng mạn lắm đâu, nhưng mà ít nhất là phải có cái không gian cho hai người có thể nói chuyện và tâm sự với nhau. Nhớ một điều là không nên đi xem kịch, xem phim, là xem những cái gì mà các bạn không có thể nói chuyện với nhau, không thể trò chuyện nhau được. Các bạn thường dẫn nhau đi xem phim và xem kịch rất là nhiều, đồng ý là hai người sẽ gặp nhau, nhưng mà cứ nghĩ đi, mình đi vào xem phim xem kịch, mình dán mắt mình vào cái màn hình, vào những cái người diễn viên đó 2-3 tiếng đồng hồ, xong rồi cái hai mình đứng lên mình đi về. Thế là không nghĩ á, nó sẽ nên để dành vào cái second date hay là cái third date, có nghĩa là những cuộc hẹn hò tiếp theo. Hiện nay trên xã hội và trên mạng thì có rất là nhiều loại dating apps. Họ không nghĩ là loại dating apps nào tốt hay là xấu. Họ chỉ nghĩ là cái cách của mình dùng nó vào cái mục đích gì. Bạn có thể dùng dating app cho hẹn hò, bạn có thể dùng dating app để vào những mục tiêu mà bạn, những nhu cầu mà bạn muốn. Họ nghĩ là cái nào cũng có hai mặt của nó, chỉ tùy thuộc vào mình sử dụng nó như thế nào và cái lợi ích của nó đem lại cho mình ra sao thôi. Chuyện mà hẹn hò bên này nó sẽ được đốt cháy qua từng giai đoạn. Còn hồi đó đó, lúc mà Hào còn trẻ ở Việt Nam đó, nhỏ xíu đó, 17, 18 tuổi đó, cứ nghĩ là nếu mà mình thích ai đó, mình nhắn tin nói chuyện với nhau, người đó cũng thích mình, người đó nhắn tin nói chuyện với nhau, đi chơi nhau một bữa, thế là về là quen nhau luôn. Nhưng mà thật sự khi mà lớn lên á, mới hiểu ra một điều, đó là để quen biết một người nào đó, để tìm hiểu và đi đến một mối quan hệ với người nào đó, thì đó là cả một cái quá trình. Hào ví cái việc mà dating hoặc cái việc mà in a relationship với một người nào đó, nó cũng như là đọc một quyển sách, vì bạn phải tìm hiểu, bạn phải học hỏi, bạn phải tìm tòi về người đó trước, thì mình mới quyết định là mình có phù hợp với người đó không. Như hồi nãy Hào ví đó, là như là một đọc một quyển sách với các bạn, bởi vì mình phải đọc hết một quyển sách thì mình mới hiểu quyển sách nói gì. Mà nhiều khi mình đọc hết một quyển sách mình chẳng hiểu quyển sách nó nói gì. Và đó là những dating tips mà Hồng muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Nếu bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hồng biết là bạn đang dating ở giai đoạn nào, cũng như là bạn có đốt cháy giai đoạn hay không. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.